những dòng truyền dịch tốt nhất để cho các bác anh mình chăm cây đang thời điểm nắng nóng và đây là những gói truyền dịch em đang sắp để gửi cho khách nhé tiện có giới thiệu tới các bác đang làm cây đang chưa biết tới những cái dòng truyền dịch này đây là một loại truyền dịch nếu cây của bác vàng lá kẹt dễ kém sức sống kém phát triển đấy và cả cây trong chậu hoặc là cây công trình mới đánh về thì các bác đều có thể sử dụng được nhé thì bên em đang cung cấp loại là là phổ thông để em cũng chia sẻ cho các bác anh nhà mình được biết đây ạ trong thời gian vừa qua với cái dòng truyền dịch này là em đang cung cấp nhiều nhất ạ. loại này và loại này hai loại này các bác ạ trong này nó sẽ là dinh dưỡng và nó sẽ cứu cây công trình của bác sống lên tới 80 đến 85 phần trăm 90 phần trăm các bác ạ có những bác nhà vườn có những khu đô thị đã sử dụng rất chi là nhiều rồi với dòng truyền dịch này thì mỗi một gói truyền nó sẽ có hai cái dây nhá để cho các bác anh nhà mình truyền dịch từ trong này tiếp sức vào cây. Và các bác các anh nhà mình mà muốn biết chi tiết và muốn biết cách như nào để giúp cây phục hồi nhanh nhất thì hãy đến với đơn vị em nhé. Đây ạ. Đây là những chiếc dây truyền. Thì dây truyền này nó sẽ có hai ngạnh này, một đầu này là đầu cắm vào trong cái gói này. Thôi mình không phải mở, mình đừng mở. Đấy, nó sẽ cắm vào. Như này nha, mình sẽ chỉnh to chỉnh nhỏ ở đây này. Chỉnh to chỉnh nhỏ chảy ở đây. Đấy. Và với hai cái dây truyền này các bác hãy cắm trực tiếp vào cây nhé Cắm trực tiếp vào cây Đấy, một gói truyền dịch như thế này thì giá của nó chỉ có 150 nghìn Và hiện tại thì em đang cung cấp trên toàn nước Việt Nam Ví dụ các bác muốn mua rẻ hơn cũng có nhé, mà đắt hơn cũng có Nhưng mà phổ thông thì các bác sẽ sử dụng loại này, này Còn bác làm vào những cái cây quý thì cứ liên hệ tới em để em tư vấn nhé Ngoài những dòng truyền dịch này ra thì bên em có nhiều loại Tất cả các loại về thuốc trăm cây các bác ạ Quay về bên trong này một chút để cho các bác xem nhà em để có về những cái bộ thuốc nhập khẩu từ nước ngoài là chuyên chăm sóc mai. Chuyên chăm sóc cây mai vàng nhé mình sẽ đi bên trong kia mang mấy cái lọ ra đây để cho các bác anh nhà mình xem về loại chiên chăm sóc cho cây mai vàng. Đấy, phục hồi cho mai đào và các bác anh nhà mình mà đang muốn trị Xỉ mủ trên cây đào ấy, nhà em cũng sẽ có thuốc đặc trị nha các bác anh nhá. Đây ạ. À, đây ạ, à, chia sẻ cho các bác anh nhà mình. Đây là loại uh, kích rễ phân bón hữu cơ organic một loại bio lăm cực kỳ là chất nhập khẩu từ tây ban nha loại này chuyên dùng cho mai vàng cây kiểng và hoa lá cảnh các loại luôn loại này thì em đang đưa từ các bác anh rất là nhiều đấy và bác nào mà cần em tư vấn riêng về loại chăm mai thì nhá còn nếu như các bác mà muốn chăm đào và chăm những cái cây khác thì cũng rất là ok cái này thì chăm cả cây khác cũng được này cái này thì nó sẽ chuyên dùng cho cây mai vàng biolot biorot hai uh, biorot nhá to to đế lở gốc mai đấy có abirus 2 này mai vàng tươi tốt này chuyên dùng cho cây mai vàng này các bác anh này đấy cái này thì trong cái thành phần của nó thì sẽ có siêu dưỡng dễ lở gốc mạnh tăng bề hoành xanh lá dày là giúp mai phục hồi sức giúp mai tạo nhiều lũ kim này đấy sắp sửa đến tết rồi các bác hãy lưu ngay video này vào nhé để chuẩn bị là sẽ có một uh, vụ mai đẹp bội thu trong dịp tết này em sẽ có là uh, dòng này gọi là cháy lá mai nhé cháy lá mai này Đấy. Và đây là um, diệt sạch cả trứng nhẹ này. Cái này uh, diệt nhện đỏ. Đấy, cái này chuyên là diệt nhện đỏ nhé các bác nhé. Còn cái này là diệt bọ trĩ trên cây mai vàng và trên cây cảnh này. Loại đặc trùng luôn, diệt bọ trĩ. Ngoài ra thì em có cả cóc 85 là chuyên dành cho các bác chơi mai và chơi cây cảnh rồi. Không thể thiếu được và atolic, atolic dạng hộp và atolic dạng chai em đều có hết nhé. Còn cái này là AV, cái này là đặc trị thán thư lấm hồng dì xét trên uh, cây cảnh đấy và đây là bộ thuốc trong cây cảnh vào cái bộ cuối cùng thì em muốn đưa tới các bác là cái loại lở gốc cái loại uh, lở gốc uh, cái loại uh, lở gốc của USA đây các bác anh ạ loại này thì các bác cũng dùng rất là nhiều ở kênh này của em thì nó thật nó hàng nghìn các loại khác nhau thôi nhá nhưng đây ạ đây là một cái bộ đôi mà chuyên dụng dành cho bác chơi cây cảnh đây cái này là siêu mập trồi vỏ đọt đâm trồi mạnh nhú đọt nhiều vỏ đọt khỏe đây xanh lá này còn đây là siêu là gốc USA hạn chế héo rũ ngủ ngày vàng lá thối dễ và thối gốc. Đấy bộ đôi này thì em bán quá nhiều luôn nhá. Bộ đôi này nó đang là 300 000 đồng một bộ. Em miễn phí ship cho các bác anh nhé. Đấy. Và hôm nay thì em chỉ quay như này thôi. Để bác nào anh nào mà đang quan tâm tới những loại nào thì các bác anh nhà mình cứ vào ở kênh này của em để tham khảo em sẽ tư vấn các bác anh nhé. Gian hàng này em được có rất nhiều rất nhiều các loại cơ. Hàng nghìn sản phẩm khác nhau. Đấy các bác anh nhà mình đã xem rồi thì đã biết ở kênh của em nhớ đăng ký kênh này để xem những cái video sau về những cái sản phẩm khác nhau của bên đơn vị em nhé các bác nhá cảm ơn các bác nhiều ạ